Bộ Tài chính sơ kết công tác tài chính ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái dự hội nghị, ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ dự tại điểm cầu Cần Thơ. Nửa đầu năm 2023, cả nước thu khoảng 876.000 tỷ đồng, đạt 54% dự toán, thực hiện miễn giảm gia hạn thuế phí lệ phí và tiền thuê đất khoảng 70.000 tỷ đồng, trong đó miễn giảm hơn 28.000 tỷ đồng, gia hạn hơn 40.000 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách nhà nước ước tính trên 800.000 tỷ đồng, đạt gần 39% so dự toán. Trong đó, chi phí đầu tư phát triển trên 65.000 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân trên 30%. So cùng kỳ năm 2020, chi cho đầu tư phát triển tăng cả về số vốn và tỷ lệ giải ngân. Gần 180.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ được phát hành, kỳ hạn bình quân 12,23 năm, lãi suất bình quân 3,7% năm. Nợ công được tăng cường quản lý, kiểm soát chặt chẽ và tiếp tục tái cơ cấu theo hướng an toàn bền vững. Việc điều hành giá cả thị trường phù hợp với tình hình thực tế, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, kiểm soát lạm phát, ổn định đời sống của người dân.